với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Hoài Linh đi tiệc sang với Đàm Vĩnh Hưng diện mạo hiện tại gây bất ngờ. Hoài Linh giản dị mặc áo bà ba, hiếm hoi xuất hiện tại bữa tiệc ở nhà hàng sang trọng. Mới đây Hoài Linh bất ngờ xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật vì tình cảm với một người bạn, người em thân thiết ở một nhà hàng sang trọng. Không chỉ có Hoài Linh, bữa tiệc còn có sự góp mặt của nhiều sao Việt đình đám như danh hài Chí Tài, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn. Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng sau bữa tiệc đồng loạt chia sẻ hình ảnh với Hoài Linh khi hội ngộ. Diện mạo hiện tại của nam danh hài sau thời gian ở ẩn tại đền thờ tổ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Hoài Linh hiếm hoi xuất hiện dự tiệc sinh nhật cùng với nhiều nghệ sĩ khác. Hoài Linh vẫn trung thành khi xuất hiện với bộ áo bà ba, dép tông giản dị quen thuộc. Trong các bức ảnh được chia sẻ, gương mặt của Hoài Linh được cho là có thêm nhiều nếp nhăn do tuổi tác, nhưng thần sắc tươi tắn, có da thịt hơn hẳn so với thời gian trước. Nam danh hài cũng thay đổi kiểu tóc, được cắt cao gọn gàng. Được biết chính Đàm Vĩnh Hưng là người đã trổ tài cắt và tạo kiểu tóc cho Hoài Linh. Hoài Linh được khen có da thịt, thần sắc tươi tắn hơn so với thời gian trước. Theo đó, việc Hoài Linh xuất hiện tại những buổi tiệc thế này được cho là phá lệ và rất hiếm hoi, bởi vốn dĩ lối sống giản dị của nam danh hài, anh không thích đến những nơi sang trọng sôi động. Là người nổi tiếng trong các nghệ sĩ khác đã quá quen với những nơi sang trọng, các món ăn ngon, thì với Hoài Linh vẫn rất khó để thích ứng. Trước đó Hoài Linh chia sẻ luôn từ chối những lời mời giao lưu, ăn uống ở những nơi sang trọng bởi không hứng thú và không thấy thoải mái trong không gian như vậy. Hoài Linh có lối sống giản dị, thói quen ngồi xổm nên không thoải mái đến những nơi sang trọng. Thời gian qua Hoài Linh vắng bóng trên sóng truyền hình thay vì xuất hiện với mật độ dày đặc ở game show, phim ảnh như trước. Sau thời gian cực lực chạy show để hoàn thành tâm nguyện xây dựng nhà thờ tổ với chi phí 100 tỷ đồng, Hoài Linh dành thời gian để nghỉ ngơi. Trong một đoạn clip, Hoài Linh cho biết anh ở ẩn trong nhà thờ tổ và không quan tâm nhiều đến thế sự showbiz. Anh cho rằng mình đã trở thành một lão nông thực sự vì trồng cây làm cỏ trong vườn là công việc mỗi ngày. Về vấn đề ăn uống đạm bạc, Hoài Linh chia sẻ anh vẫn giữ thói quen ăn cơm với mắm khô. Giờ tôi ăn uống cũng được, mỗi ngày ăn ba cử, mỗi lần ăn được hai chén cơm. Có bữa ăn cơm, có bữa ăn mì gói. Làm nghệ sĩ chẳng ai mong muốn sống ẩn dật thế này đâu. Chắc chắn tôi phải làm lại vì cái nghề của ơn trên cho mình. Mình còn nói được thì mình còn làm được việc. Nói về việc sống ẩn dật, Hoài Linh cho biết tôi cũng nghĩ tôi đang rút lui bớt. Mọi người thấy tôi có đi đâu đâu, chỉ có xuống đền. Cuộc sống này có phù hợp với máu nông trong người tôi từ xưa tới giờ. Tôi thích vậy đó. Nó phải yên yên lặng lặng. Tuổi trẻ mình cũng làm nông, nhưng ngày đó khác, giờ tuổi già ập đến nhanh quá, quay qua quay lại đã 50 mấy tuổi rồi. Tính từ ngày nổi tiếng tới giờ đã 27 năm, bây giờ chỉ làm những gì mình thích, vì ăn cũng không ăn nhiều, xài cũng không xài nhiều, cái nào cảm thấy vừa đủ là được.